Xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi bị tuyên án 9 năm tù về tội nhận hối lộ tại phiên sơ thẩm, cựu Phó Cục trưởng Quản lý Thị trường Trần Hùng đã có đơn kháng cáo kêu oan. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý Thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý Thị trường. Ngoài ra, thì 17 bị cáo khác trong vụ án này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 7 năm 2020, đội quản lý thị trường số 17 phối hợp với tổ 304, nơi ông Trần Hùng làm tổ trưởng, kiểm tra công ty của Cao Thị Minh Thuận, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả. Lo ngại bị xử lý hình sự, bị cáo Cao Thị Minh Thuận đã liên hệ với Nguyễn Duy Hải đặt vấn đề chi 400 triệu đồng đưa cho ông Hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc. Nguyễn Duy Hải đã cầm 300 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Trần Hùng, sau đó ông Hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ bà Thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn lậu sách. Hoàng Quang Phú sinh năm 1986 là giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng với tội danh này, ngày 4 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mạc Văn Cầu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản Phục Bắc Nghè 1, tỉnh Bắc Kạn. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của Phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền. Liên quan đến vụ việc phát hiện 4 đối tượng sử dụng ma túy tại tổ 5, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng là đầu mối cung cấp ma túy và tổ chức cho nhóm đối tượng trên sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Công Thuyết, quê tại Nam Định, là một mắt xích, chân rết nhỏ trong đường dây ma túy liên tỉnh. Toàn bộ số ma túy cơ quan công an thu giữ được từ Thuyết được mua từ đối tượng Hoàng Văn Thinh, một DJ nhạc trẻ trú tại thành phố Hà Nội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thinh, thu giữ 203 viên ma túy kẹo có khối lượng 77,5 gram, 4 túi ma túy ketamin có khối lượng 156,8 gram và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng là Trần Tấn Hòa, Trần Xuân Giang, Lê Viết Nhật Minh và Trần Thái Thanh Phương về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm và thu giữ gần 400 kg pháo nổ các loại. Công an phường Thạch Lộc, quận 12 kiểm tra hành chính Trần Tấn Hòa, qua đó phát hiện bên trong thùng hàng Hòa chở có 15 bịch pháo, 2 dàn pháo hoa đều không rõ nguồn gốc. Căn cứ vào lời khai của Hòa, công an bắt giữ Lê Viết Nhật Minh, Trần Thái Thanh Phương, Trần Văn Cường khi 4 đối tượng đến khu vực thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị lực lượng công an kiểm tra. Thấy công an, các đối tượng đã ném một khẩu súng ra ngoài cửa kính ô tô để phi tang. Tuy nhiên, cả 4 đối tượng đều bị công an khống chế bắt giữ, thu giữ toàn bộ hơn 350 kg pháo nổ và một khẩu súng. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua 21 tháng 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 10 ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 cho đến ngày 21 tháng 1 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 30.491 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trên tuyến quốc lộ 1A, số ma men bị xử lý đã là 3.173 trường hợp. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 124.533 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 42.522 phương tiện, tước 25.320 giấy phép lái xe các loại. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, điểm nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A là Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo công an địa phương trên tuyến thử nghiệm ứng dụng công nghệ, kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra kiểm soát. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên ANTV.